Ba trung tướng và 8 thiếu tướng cảnh sát biển Việt Nam vừa bị kỷ luật, khai trừ đảng là ai, vi phạm gì? 11 tướng lĩnh. Trong đó, có 3 trung tướng và 8 thiếu tướng của cảnh sát biển Việt Nam đã bị Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật từ mức khiển trách đến khai trừ đảng. Cách tất cả các chức vụ trong đảng với trung tướng Nguyễn Văn Sơn, tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam, khai trừ đảng 2 thiếu tướng. Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong đảng với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Hoàng Văn Đồng và 5 tướng lĩnh khác. Đồng thời, khai trừ đảng 2 thiếu tướng. Ngày 1 tháng 10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cá nhân. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nghe đại diện Quân ủy Trung ương phát biểu, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, quy định của Quân ủy Trung ương để nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, tư lệnh, phó tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị kỹ thuật, vật tư, hàng hóa, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Đối với một số cá nhân, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc. Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc khi ký ban hành một số văn bản quan trọng trong công tác trọng yếu, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Trung tướng Hoàng Văn Đồng, trong thời gian giữ cương vị bí thư đảng ủy, chính ủy cảnh sát biển, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển, cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị không đúng quy định pháp luật, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, trong thời gian giữ chức đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 3 năm 2020. Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đã vi phạm quy định pháp luật trong phê duyệt một số kế hoạch mua xăng dầu. Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng mua sắm vật tư, phê duyệt thanh, quyết toán xăng dầu nhưng thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Thiếu tướng Trần Văn Nam, với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020. Trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, đã ký phê duyệt nhiều kế hoạch và đề nghị thanh toán tiền thuê phương tiện vượt thẩm quyền, không đúng quy định, để các đơn vị trực thuộc vi phạm trong lập hồ sơ thuê phương tiện, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.
thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên biển, để xảy ra nhiều vi phạm. Khuyết điểm, xử lý vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, với cương vị phó bí thư đảng ủy, tư lệnh vùng cảnh sát biển 2, đã vi phạm quy định của pháp luật trong việc ký, phê duyệt các văn bản, hợp đồng để đề nghị và được thanh toán chi phí bắt giữ. Xử lý vụ việc, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước, chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xử phạt một số vụ việc vi phạm không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, với cương vị Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, đã vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản, hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc, thuê phương tiện, xăng dầu, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước, nhận hối lộ, đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Thiếu tướng Lê Văn Minh, với cương vị Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, đồng chí đã vi phạm pháp luật trong việc ký, phê duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc, thuê phương tiện và đề nghị thanh toán, rút tiền từ ngân sách nhà nước, nhận hối lộ, đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng. Một số cán bộ cấp tướng, người đứng đầu đã suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Quy định về trách nhiệm nêu gương, làm thất thoát, thiệt hại rất lớn tiền và tài sản của nhà nước, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng, hình ảnh của cảnh sát biển và quân đội nhân dân Việt Nam, gây bức xúc dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng. Xét thành tích của tập thể, cống hiến và sự thành khẩn, cầu thị, tự giác nhận, khắc phục vi phạm, khuyết điểm, hậu quả và tự nhận hình thức kỷ luật của mỗi cá nhân. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức cảnh cáo. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Minh. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng Trần Văn Nam, Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp. Giao cho Quân ủy Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ các tổ chức đảng, cá nhân liên quan theo quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Quang Đàm, đề nghị kỷ luật Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Úc Tư đã kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Quang Đạm và đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật Trung tướng Nguyễn Văn Sơn. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng 7 tướng khác. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh CSB Việt Nam, cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với Đại tá Nguyễn Văn Hưng, đảng ủy viên, Phó Tư lệnh CSB Việt Nam, khiển trách Thiếu tướng Ngô Bình Minh, đảng ủy viên CSB Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng CSB 1, khai trừ ra khỏi đảng đối với Đại tá Phùng Danh Thoại, đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu Cần, Thiếu tá Lưu Thế Đức, đảng ủy viên, Phó đoàn trưởng đoàn trinh sát số 2. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy CSB Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và các cán bộ gồm Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Thiếu tướng Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên đảng ủy viên, nguyên phó tư lệnh, Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Tư lệnh vùng CSB 2, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng CSB 3, Thiếu tướng Lê Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng CSB 4.